Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ánh sáng tình yêu của tác giả Ngọc Trân. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, tin tức Hữu Thiên chính thức chọn Thu Thảo trở thành người phụ nữ của mình đã truyền tới tai của đàn em cũng như người giúp việc. Ai ai mà không biết điều này. Ngồi trên ghế trước đại sảnh, Hữu Thiên đưa mắt nhìn 200 người đứng ngay ngắn trước mặt mình. Anh trịnh trọng tuyên bố: từ nay về sau, thấy Thu Thảo chính là thấy tôi. Ai có ý đồ bất kính hay tỏ thái độ thì đừng trách tôi không khách khí. Vâng, anh Thiên. Tất cả mọi người đều gật đầu tán thành, không ai là không dám cãi lời. Chỉ một câu nói đơn giản của Hữu Thiên đã khiến cho mọi người đều tin rằng nữ chủ nhân tương lai của nơi đây chính là Thu Thảo. Cô cũng là người mà anh yêu sâu đậm. Tuy thấy rất lạ nhưng không ai dám mở miệng hỏi chuyện. Đúng là vậy, đầu họ đều có chung một thắc mắc rằng tại sao Hữu Thiên lại yêu và quyết định để Thu Thảo trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này. Thắc mắc chỉ có thể mãi mãi là thắc mắc. Hữu Thiên của họ sẽ không tự nhiên mà giải thích đâu. Thu Thảo ngồi cạnh Hữu Thiên, chỉ thấy lòng vui như nở hoa. Tuy cô là con của ông Nam, nhưng chưa bao giờ công bố ra bên ngoài, càng không được đàn em của ông cúi chào kính cẩn như thế này. Hiện tại đã hiểu cái cảm giác ngồi ở trên cao nhìn xuống, cũng khá thoải mái đấy. Thu Thảo chỉ im lặng, cô sẽ không vì Hữu Thiên thích mình mà lên giọng thị uy, càng không tỏ thái độ tại đây chính là người phụ nữ của anh, cứ bình thường như những ngày trước. Hữu Thiên thông báo đã xong, anh đứng dậy và dắt tay cô rời khỏi đại sảnh rộng lớn. Mọi người bỗng chia ra thành hai hàng một cách ngay ngắn. Đợi anh và cô đi rồi thì mới bắt đầu giải tán. Thấy thế nào hả? Thu Thảo đưa mắt sang thì thấy Hữu Thiên đang đăm chiêu nhìn mình. Khóe môi anh cũng có ý cười nhàn hạ. Cô đảo mắt suy nghĩ, cũng có chút đắc ý. Hữu Thiên và Thu Thảo vừa đi vừa nói chuyện. Đám Mạnh Hoàng đi phía sau cũng không nhịn được liền bàn bạc. Người lên tiếng đầu tiên là Mạnh Thành. Ba mươi mấy năm qua cũng không thấy anh Thiên để tâm đến ai. Nhưng khi Thu Thảo xuất hiện thì chỉ hai tháng ngắn ngủi đã khiến anh Thiên động lòng. Mạnh Tâm gật đầu. Cũng phải xem Thu Thảo là người tài năng thế nào. Nếu không xuất chúng và hợp ý anh Thiên thì còn lâu mới lọt vào mắt xanh của anh ấy. Tin tức này mà truyền đi chắc sẽ có nhiều người chấn động lắm đây. Mạnh Tân chậc lưỡi. Thấy Mạnh Quý mặt cứ đơ ra, Mạnh Hoàng hỏi. Sao vậy, anh bị gì à? Mọi người cũng quay sang nhìn Mạnh Quý, lại nghe hắn đáp. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh Thiên sẽ yêu Thu Thảo. Mạnh Hoàng khẽ cười, có lẽ chuyện bất ngờ hơn còn ở phía sau. Châu Thành nghiến răng kèn kẹt, cô ta giận dữ thở hồng hộc. Do Châu Thành bị thương nên không thể tụ họp ở đại sảnh để nghe Hữu Thiên thông báo. Cô ta cũng sốt ruột chẳng biết chuyện gì. Lòng cứ hồi hộp nôn nóng. Cũng tại cô ta chẳng thể xuống giường nổi. Thế mới chịu ngồi ở nơi này chờ đợi. Vừa rồi người giúp việc lên báo cho Châu Thành nghe những gì mà Hữu Thiên đã thốt ra. Cô ta không nhịn được liền thay đổi sắc mặt. Tại sao lại có thể? Châu Thành căm phẫn, nước mắt cũng bắt đầu chảy từ bao giờ. Rõ ràng là cô ta yêu Hữu Thiên rất nhiều và lại cũng ở cạnh anh nhiều năm như vậy. Nhưng cớ gì anh lại không để tâm đến cô ta, lại đi yêu một người mới gặp cách đây 2 tháng. Châu Thành đau lòng lắm. Hôm qua cô ta còn hống hách với Thu Thảo, hôm nay lại nghe được tin này. Đúng là nhục nhã quá mà. Nhưng Châu Thành không cam tâm, thật sự không cam tâm tí nào. Là Thu Thảo đã cướp đi người mà cô ta yêu nhất, hỏi sao Châu Thành không hận. Thu Thảo đưa mắt nhìn vào xa xăm, Châu Thành siết chặt tay lại, lòng đầy khó chịu. Từng ngày trôi qua, cuối cùng đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Hữu Thiên biết bản thân sẽ tái phát chất độc dữ tợn trong người mình, nên đã sai người trói thân thể anh lại bằng dây thừng, cũng bảo họ hãy ra ngoài hết. Nhưng Thu Thảo lại không nghe lời.
cô ngồi ở cạnh anh, sau đó nắm chặt tay anh, một bước cũng không rời. Thu Thảo, nghe anh, mau ra ngoài đi. Ước tính còn vài phút nữa Hữu Thiên mới bị độc hành hạ, vậy nên hiện tại vẫn còn bình thường. Anh sợ sẽ làm tổn thương cô, sợ sẽ khiến cô đau lòng nên mới bảo cô rời đi. Nhưng cô gái nhỏ của anh lại cứ ngoan cố. Em không đi, Hữu Thiên, em muốn ở bên cạnh anh. Thu Thảo đưa tay ôm lấy thân thể anh, lòng đầy lo lắng. Còn không mau kéo cô ấy ra. Hữu Thiên đã bắt đầu bị độc tấn công, vậy nên mới ra lệnh với đám Mạnh Hoàng. Năm người bọn Mạnh Hoàng vừa định tiến lên thì Thu Thảo đã lấy trong người mình ra 5 cây phi đao và cầm trên tay. Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Có thể thân thủ của tôi không bằng 5 người các anh, nhưng phi đao của tôi sẽ nhanh hơn tốc độ di chuyển của các anh đấy. Ý tứ rất rõ. Nếu ai có ý định bắt cô rời xa Hữu Thiên tại giây phút này thì cô sẽ không khách sáo với họ. Đám Mạnh Hoàng cũng e dè mà dừng chân. Thái độ của cô thật không giống nói đùa. Thu Thảo, ngoan. Không ngoan. Thu Thảo lắc đầu nguẩy nguẩy. Anh cũng biết tính tình của em, đâu phải muốn cản là sẽ cản được. Anh chỉ không muốn em lo lắng. Hữu Thiên vừa nói xong câu thì cả người anh liền cử động mạnh một cái. Hành động này chứng minh một điều, đó là chất độc trong người anh đã tái phát. Hữu Thiên, Hữu Thiên. Thu Thảo gọi tên anh trong lo lắng, khuôn mặt bất giác nhăn nhó từ bao giờ. À, Hữu Thiên bị trói nhưng vẫn không thể nằm im. Anh đẩy Thu Thảo một cái, sau đó nằm lăn lộn trên giường, gân xanh trên người cũng nhanh chóng nổi lên đầy mình. Hữu Thiên. Thu Thảo hoảng hốt gọi to, quay sang đám Mạnh Hoàng, cô liền sốt sắng hỏi. Có cách nào khiến Hữu Thiên bớt đau đớn không? Các anh mau làm gì đi chứ? Đám Mạnh Hoàng cũng lo lắng không kém Thu Thảo là bao, nhưng lại chẳng có cách gì để giúp anh. Họ im lặng và lắc đầu trong vô vọng. Thu Thảo lại hỏi, anh ấy sẽ đau đến bao giờ? 2 tiếng đồng hồ. Mạnh Tâm đáp, hắn thật sự không nỡ nhìn Hữu Thiên như thế. 2 tiếng đồng hồ ư? Thu Thảo bần thần hỏi lại, sự xót xa cứ thế mà dâng lên ngập tràn. Chỉ có mấy phút thôi mà Hữu Thiên đã đau đến thế này. 2 tiếng đồng hồ sau thì anh sẽ bị hành hạ đến nhường nào chứ? Thu Thảo đưa mắt nhìn Hữu Thiên, thấy anh đau khổ nằm trên giường, cả người vì đau mà cứ vùng vẫy, nhưng lại bị dây trói lại. Thu Thảo, anh đau thì trái tim cô càng đau hơn nhiều lần. Hữu Thiên. Thu Thảo nói không nên lời, bàn tay cũng siết chặt lại vì không nỡ nhìn cảnh tượng này. Cô bất chấp Hữu Thiên đang vẫy vùng dữ dội mà ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó lại giang tay ra và ôm chặt lấy anh. Lần trước cô bị Châu Thành tiêm thuốc thì anh đã ở cạnh cô một giây không rời. Bây giờ cô cũng muốn ở cạnh anh như anh đã từng bên cạnh cô. Thu Thảo, mau tránh ra. Hữu Thiên sợ bản thân không khống chế được mà khiến cô bị thương, nhưng anh biết dù có nói thế nào cô cũng chẳng nghe, vậy nên anh phải cố gắng kiềm chế để không làm hại đến cô. Hữu Thiên đang cố gắng chịu đựng, Thu Thảo có thể nhận ra điều đó. Chết tiệt thật, rốt cuộc là kẻ khốn nạn nào đã tiêm cho anh kịch độc như thế này chứ? Cố gắng chịu một chút, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thu Thảo vẫn ôm chặt lấy anh, lòng đau như cắt. À, sự đau đớn càng lan tỏa nhiều hơn, Hữu Thiên khó chịu đến mức phát điên. Em sẽ ở cạnh anh cố chịu một chút nữa thôi. Chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt Thu Thảo đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Cô cảm thấy đau lòng lắm, trái tim như bị ai đó lấy dao đâm vào vậy. Anh đau về phần thể xác bao nhiêu thì cô đau về phần tâm hồn bấy nhiêu. Rốt cuộc Thu Thảo cũng đã hiểu cảm giác đau đớn này là thế nào rồi. Nó không trực tiếp khiến ta bị đau, nhưng lại giày vò ta từng chút một. Hữu Thiên muốn thoát khỏi sợi dây thừng đang trói lấy thân thể anh nên càng dãy dụa nhiều hơn, nhưng càng dãy thì lại càng đau đớn. Cô mau tránh ra. Lúc này bỗng dưng một giọng nữ vang lên. Châu Thành bước từng bước vào trong phòng. Cô ta tiến lại gần giường rồi ra lệnh với Thu Thảo. Chẳng biết cô ta định làm gì, nhưng khi bị ra lệnh thì Thu Thảo đã thấy không vui. Cô liếc mắt nhìn cô ta nhưng lại không nói gì. Tôi muốn tiêm thuốc cho anh Thiên, cô còn không ra tránh đi. Châu Thành lớn tiếng. Các anh mau giữ anh Thiên giúp tôi. Đám Mạnh Hoàng cũng tiến lên giữ người Hữu Thiên lại, phòng hờ anh sẽ cử động. Thu Thảo thấy bọn Mạnh Hoàng nghe lời Châu Thanh thì liền đưa mắt nhìn cô ta. Thấy cô ta lấy ra một ống tiêm,
Trong ống tiêm đó là một chất lỏng màu trắng. Cô hỏi, đó là thứ gì? Châu Thành không trả lời Thu Thảo. Cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi ghim cây tiêm vào tay Hữu Thiên. Anh khẽ kêu lên một tiếng, sau đó từ từ mất đi ý thức và ngất đi. Rốt cuộc cô đã tiêm gì vào người Hữu Thiên? Thu Thảo sốt sắng hỏi. Châu Thành cứ không trả lời khiến cô nóng hết ruột gan. Đám Mạnh Hoàng cũng đang chờ đợi câu trả lời, nhưng Châu Thành dường như không có ý định mở miệng nói chuyện. Sự nhẫn nại của Thu Thảo cũng có giới hạn. Nếu Châu Thành cứ như thế thì đừng trách cô. Lấy danh phận là nữ chủ nhân của nơi đây, tôi ra lệnh cho cô phải trả lời. Cô không thích nói sớm điều này như vậy, nhưng cô đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Cũng do Châu Thành này quá đáng ghét, lại xem cô là tình địch, không cho cô ta một bài học, thì có lẽ cô ta sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Cô. Châu Thành cứng họng, không ngờ Thu Thảo lại có thể thị uy với cô ta như vậy. Thật tức chết mà. Cô mà còn không nói thì đừng trách tôi giết chết cô. Cũng vì Thu Thảo quá lo lắng cho tình hình của Hữu Thiên, vừa rồi anh vẫn còn đang khỏe mạnh, nhưng bây giờ lại thành ra như thế. Nếu là đám Mạnh Hoàng thì có lẽ họ sẽ nghĩ Châu Thanh không hại Hữu Thiên, nhưng cô thì lại không tin tưởng cô ta, một chút cũng không. Mạnh Tân lên tiếng để góp phần phá tan sự căng thẳng của hai người phụ nữ. Châu Thanh, rốt cuộc anh Thiên bị làm sao vậy? Cô đã điều chế được thuốc giải cho anh Thiên rồi à? Châu Thanh tuy không ưa gì Thu Thảo, nhưng vẫn phải mở miệng giải thích. Cô ta nhìn đám Mạnh Hoàng rồi đáp. Tôi về nước là vì đã điều chế ra thuốc giúp anh Thiên có thể bớt đau đớn. Nhưng để hóa giải hoàn toàn độc thì chưa được. Khi ngất đi sẽ khiến anh ấy giảm đau. Vài giờ sau sẽ tỉnh lại. Vậy thì tốt. Mạnh Thành nghe thế cũng an tâm phần nào. Miễn anh Thiên của họ không còn đau đớn nữa là ổn rồi. Hiện tại anh Thiên cần nghỉ ngơi, các anh ra ngoài đi, để tôi chăm sóc cho anh ấy là được rồi. Châu Thanh đề nghị. Được, Mạnh Hoàng đồng ý. Thấy Thu Thảo không có ý rời đi, Châu Thanh liền tỏ ra khó chịu. Cô cũng vậy, ra ngoài đi. Thu Thảo phản đối. Tại sao tôi phải ra ngoài? Tôi nghĩ người nên ra ngoài là cô mới đúng. Dù gì cũng không thích nhau, vậy thì không nên giả vờ làm gì. Thu Thảo quyết định cạch mặt với Châu Thanh mà không nể nang. Tôi ra ngoài thì ai sẽ chăm sóc cho anh Thiên? Cô sao? Thu Thảo, cô hiểu rõ bệnh tình của anh Thiên hơn tôi sao? Châu Thanh cười khẩy một tiếng, thái độ đầy khinh thường. Mặc dù vết thương trên người Châu Thanh vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cô ta vẫn muốn ở bên cạnh Hữu Thiên và chăm sóc cho anh, bởi cô ta yêu anh và muốn làm tất cả vì anh. Chẳng phải cô nói anh ấy không có gì đáng ngại sao? Vậy cô còn ở lại đây để làm gì? Thu Thảo không muốn đôi co với Châu Thanh, cô chỉ muốn được ngồi cạnh anh và chăm sóc cho anh, như cách mà anh từng làm với cô mà thôi. Tự dưng Châu Thanh lại xuất hiện, đã vậy còn dành phần chăm lo Hữu Thiên về phía mình, bảo sao cô không khó chịu đây. Đề phòng trường hợp bất chắc, Thu Thảo, lỡ như có chuyện gì xảy ra đột xuất thì cô có phản ứng kịp không? Châu Thanh quyết tâm ở lại chăm sóc cho Hữu Thiên. Lúc này bỗng dưng Mạnh Hoàng liền nói, Thu Thảo, nơi này cứ để lại cho Châu Thanh là được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Thu Thảo ngạc nhiên nhìn Mạnh Hoàng, lại nghe Mạnh Quý tán đồng. Đúng đấy, dù sao Châu Thanh cũng là một bác sĩ. Đi thôi Thu Thảo, Mạnh Tân cũng chen vào. Thu Thảo đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn họ. Cô biết đám người này là đang lo cho Hữu Thiên, nhưng chẳng ai lại hiểu suy nghĩ của cô. Thà chưa xác lập mối quan hệ yêu đương với anh thì không nói, nhưng đã xác lập rồi thì người phụ nữ nào có thể để bạn trai mình ở riêng với người phụ nữ khác chứ. Thu Thảo biết mình thua Châu Thanh ở điểm này, lại bị đám Mạnh Hoàng nói như thế. Nếu không đi thì cũng không thể được, chỉ là cô cảm thấy khó chịu quá. Bọn người này vốn không xem cô là người phụ nữ của Hữu Thiên, cũng không xem trọng cô chút nào. Một nỗi xót xa bủa vây lấy tâm trí cô, quá bức bách. Cô còn không đi. Châu Thanh đắc ý nói một câu, đôi môi đỏ chói nhếch lên đắc thắng. Thu Thảo lườm Châu Thanh một cái, rồi chuyển ánh nhìn sang Hữu Thiên. Thấy anh ngủ an bình thì lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào, xoay người lạnh lùng. Thu Thảo vội vàng cất bước rời đi. Thu Thảo vừa ra tới ngoài thì đã bị Mạnh Tân gọi lại. Thu Thảo, cô cũng biết Châu Thanh hiểu rõ bệnh tình của anh Thiên hơn. Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Thu Thảo bình tĩnh đáp, mặc dù cô khó chịu vì ghen, nhưng có lẽ bọn họ nói đúng. Cô chỉ mới biết Hữu Thiên 2 tháng, thì làm sao bằng Châu Thanh biết anh tận mấy năm.
Trước khi cất bước rời đi, Thu Thảo còn dặn dò. Nếu anh ấy không sao thì lát nữa hãy cởi trói cho anh ấy. Được, Mạnh Thành gật đầu. Cô định đi đâu? Không đi đâu cả. Thu Thảo cất bước xuống lầu, chợt nhớ đến loại thuốc mà Hữu Thiên bị tiêm. Cô liền rơi vào trầm ngâm. Anh từng nói với cô rằng anh bị trúng loại độc có tên là DHK27. Chỉ biết người tiêm độc này cho anh là mua lại của người khác. Vậy nên anh cũng không biết vị nào đã chế tạo ra loại độc nguy hiểm này. Phải chi tìm được chủ nhân của độc DHK27 thì tốt biết mấy. Thu Thảo nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Nếu như cô hỏi ông Nam thì thế nào, ông sẽ biết chứ. Dù sao ông cũng là một nhân vật có tiếng trong giới xã hội đen. Lỡ như ông biết thì sao? Không được, cô phải hỏi thử xem. Vì Hữu Thiên cô phải mạo hiểm rồi. Thu Thảo rời khỏi Ngọc Uyển. Cô đến một trạm điện thoại công cộng cách xa nơi này hàng trăm km rồi bước vào. Ấn một dãy số đã nằm lòng sau đó gọi đi. Thu Thảo. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của người đàn ông trung niên, mà người đàn ông đó không ai khác chính là ông Nam. Ba. Thu Thảo khẽ gọi, dường như cũng đã lâu rồi cô mới gọi chữ ba này. Thu Thảo, con liên lạc với ba, là đã thay đổi suy nghĩ rồi sao? Giọng nói của ông Nam hết sức nhỏ nhẹ và ôn nhu, hoàn toàn không giống tác phong của một vị đại ca khét tiếng giết người không gớm tay. Ba, ba cũng biết tính con rồi mà. Thu Thảo không vòng vo nữa, cô đi thẳng vào vấn đề. Ba, con có chuyện muốn nhờ ba. Con gái, con nghĩ ba sẽ dễ dàng giúp con khi con luôn lẩn trốn ba sao? Ông Nam không có ý định sẽ giúp đỡ Thu Thảo, nhưng ông cũng hiếu kỳ lắm. Chuyện gì mà cô cần ông ra tay chứ? Nếu con nói con bị kẻ xấu truy sát, ba sẽ ngoảnh mặt làm ngơ à? Cái gì, có chuyện đó sao? Thu Thảo, là ai muốn hại con? Ông Nam không thể giữ được bình tĩnh. Hễ nói đến an nguy của con gái mình thì ông chẳng thể ngồi yên. Thu Thảo biết ba mình là người cứng miệng nhưng mềm lòng. Rõ ràng là quan tâm cô thế kia. Cũng tại cô cãi ý ông nên ông mới giận cô. Ba cô tuy lạnh lùng nhưng luôn xem cô là số một. Thu Thảo cười khẽ. Ba có biết thuốc DHK27 không? Con đã bị tiêm loại thuốc đó vào người. Thu Thảo không muốn nói dối ông Nam nhưng cô lại không còn cách nào khác. Nếu nói sự thật thì chắc chắn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Cái gì? Ông Nam ngỡ ngàng, nhưng khi nhớ ra chuyện gì đó ông liền nói. Thu Thảo, con đang lừa ba. Vì sao ba lại không tin con? Thu Thảo thấy ông hay thật, ai lại có thể nhận ra sớm như vậy, nhưng dựa vào đâu ông cho rằng cô đang nói dối chứ? Ông Nam giải thích. DHK27 hiện đã không còn ở trên đời nữa rồi thì lấy đâu ra để tiêm vào người con? Ba cũng biết DHK27. Vậy ba có biết ai là người chế tạo ra nó không? Thu Thảo cảm thấy có hy vọng, đôi mắt cô cũng sáng lên lấp lánh. Ông Nam nói thật, DHK27 là do ba chế tạo ra đấy. Gì chứ? Thu Thảo ngạc nhiên, cô không nghĩ rằng ba cô lại là chủ nhân của chất độc DHK27. Thật quá bất ngờ mà. Vậy ba có thuốc giải không? Rốt cuộc con hỏi điều này là vì lý do gì? Ông Nam không trả lời câu hỏi của Thu Thảo nữa. Mà lại hỏi ngược lại cô, ông cũng đang rất thắc mắc vì sao cô lại biết đến chất độc mà ông chế tạo ra. À, Thu Thảo biết bản thân không thể lừa gạt ông Nam nữa rồi, nhưng mà nói thì phải nói từ đâu chứ? Chẳng lẽ phải thú thật chuyện của cô và Hữu Thiên cho ông biết ngay bây giờ? Thu Thảo rối rắm quá, liệu khi biết chuyện giữa cô và Hữu Thiên thì ông sẽ thế nào đây? Ba, con muốn xin thuốc giải của ba có được không? Thu Thảo mạo muội hỏi một câu. Biết rằng phần trăm có được sẽ rất thấp, nhưng cô vẫn muốn thử. Con biết vì sao DHK27 đến nay đã không còn thịnh hành như trước không? Câu hỏi đột ngột của ông Nam thật khiến Thu Thảo tò mò. Cô cũng quên mất câu hỏi của mình mà đi theo lời dẫn dắt của ông. Sao vậy ba? Ba vốn có hứng thú nên chế tạo ra DHK27, nhưng cảm thấy chất độc đó không hoàn hảo nên không nghiên cứu nữa. Ông Nam kể lại chuyện cũ cho con gái mình nghe. DHK27 có dược tính rất mạnh, tuy nhiên nó lỗi ở chỗ là đến tận 3 tháng mới tái phát một lần. Ba chưa từng công bố DHK27 cho người bên ngoài biết, mà chỉ dùng nó cho những kẻ phản bội tổ chức. Bắt những kẻ đó chịu đau khổ 2 tiếng đồng hồ xong mới giết chết hắn. Ông Nam cố tình ngừng vài giây, đợi đến khi Thu Thảo mất kiên nhẫn thì mới nói tiếp. Thu Thảo, năm đó có một tên đại ca ở một tổ chức khác biết được thuốc mà ba chế tạo. Sau đó ông ta đã xin ba.
ba cũng đồng ý cho ông ấy. Sau đó lại biết chất độc đó được tiêm vào người của Hữu Thiên. Giờ đây con hỏi ba về chuyện này. Nói đi, rốt cuộc con và Hữu Thiên đó có mối quan hệ thế nào? Ba. Nghe được lời chất vấn của ông Nam, Thu Thảo không khỏi rùng mình. Trời ơi, cô chỉ mới hỏi qua một câu thôi, mà chuyện này lại bị ông nhìn ra sơ hở. Cô muốn đập đầu vào cột chết quá đi thôi. Ông đã nhìn ra rồi, giờ giấu cũng chẳng được. Sớm muộn gì cũng nói, bây giờ thì nói luôn vậy. Ba đợi con về nhà rồi trả lời câu hỏi của ba. Lại một lần nữa câu nói của ông Nam khiến Thu Thảo hoang mang. Sực nhớ ra điều gì đó, cô liền xoay đầu ra sau mà nhìn. Quả thật không sai. Sau lưng cô là 20 người đàn ông đang vận đồ đen và nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Ba lợi hại thật đấy. Ba của con sao không lợi hại cho được? Thu Thảo đặt điện thoại về chỗ cũ. Cô thầm than trong lòng một tiếng. Phải chi cô nhận ra ông Nam có vấn đề thì hay biết mấy. Rõ ràng là ông cố tình vấy lên sự tò mò trong người cô. Đã vậy còn kể chuyện một cách từ tốn để kéo dài thời gian. Trong lúc cô vẫn đang hăng say nghe ông kể, thì ông lại sai người điều tra tung tích của cô. Ông Nam vẫn làm việc nhanh gọn lẹ như vậy. Khi nãy là do cô sơ ý nên cũng chẳng thể trách được ai. Nhưng mà Hữu Thiên vẫn chưa tỉnh. Giờ này mà cô trở về nhà thì thật là không an tâm chút nào. Bước ra khỏi trạm điện thoại công cộng, cô đang suy nghĩ tìm cách chạy trốn thì Thanh Hiền đã lên tiếng trước. Cô Thảo, mời cô trở về. Thanh Hiền, anh nỡ nhìn cảnh tôi bị bắt sao? Vì Thanh Hiền là người thân cận với ông Nam nên Thu Thảo cũng biết không ít về anh ta. Lần này ông Nam đã sai cánh tay đắc lực của ông là Thanh Hiền đến đây thì cô biết chắc bản thân khó mà chạy thoát. Tuy vậy cô vẫn phải hỏi một câu, biết đâu hắn mềm lòng. Nào ngờ người đàn ông này lại cứng như sắt đá. Cô Thảo, ông Nam đã nói nếu cô vẫn tìm cách chạy trốn thì bằng mọi giá cũng phải đưa cô trở về. Về thì về, người cứng nhắc và khó tính như anh sẽ bị ế vợ cho coi. Thu Thảo hậm hực bước đi, lần này xem như hết đường lui rồi. Tức thật lại bị trúng kế dễ dàng như vậy. Thanh Hiền không nghĩ lại được nghe câu chủ ẻo của Thu Thảo. Tuy nhiên hắn không giận mà cảm thấy vui vẻ lắm. Thu Thảo đi trước, Thanh Hiền đi bên cạnh cô. Còn sau lưng cô là cả 19 người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng. Một cô gái nóng như lửa đi chung với những con người lạnh như băng này đúng là chẳng hợp ở điểm nào cả. Thu Thảo, thân thể đang ở trong xe, nhưng hồn thì lại đang ở nơi nào đó trong Ngọc Uyển. Lần này rời đi mà chưa kịp nói tiếng nào với Hữu Thiên cả. Không biết khi tỉnh lại thì anh sẽ thế nào nữa. Hữu Thiên, em chờ anh đến đón em về. Cô Thảo, những ngày qua cô sống có tốt không? Bỗng dưng Thanh Hiền chợt cất tiếng hỏi. Thu Thảo đưa mắt nhìn người đàn ông cạnh mình bĩu môi. Qua hôm nay thì hết tốt rồi đấy. Ông Nam cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi. Tốt sao? Thu Thảo lắc đầu. Anh cũng rõ tính tình của ba tôi mà. Chẳng biết ông ấy có bắt tôi gả đi không nữa. Nếu thật là như thế thì anh chính là người hại cả cuộc đời tôi đấy. Thu Thảo cố tình nói thế là để hù dọa Thanh Hiền mà thôi. Còn về việc bắt cô gả cho doanh nhân gì đó, nếu ông Nam vẫn cương quyết thì cô sẽ có cách khiến ông thay đổi ý định. Điển hình sẽ nói cô có thai với Hữu Thiên rồi, để xem ông làm sao. Thanh Hiền nghe được những lời mà Thu Thảo vừa thốt ra thì thấy day dứt. Lỡ thật như lời cô nói thì có lẽ cô sẽ hận hắn lắm. Nhưng mà hắn cũng hết cách rồi, không nghe lệnh của ông Nam thì không được. Thu Thảo được đưa về nhà ngay sau đó. Vừa bước vào trong đã thấy ông Nam đang ung dung ngồi trên ghế đọc báo. Thưa ông, tôi đưa cô Thảo về an toàn. Thanh Hiền cúi đầu báo cáo. Tốt. Ông Nam đặt tờ báo xuống bàn, rồi đưa mắt nhìn người trước mặt mình. Ông nghiêm giọng. Đã lâu không gặp, thì con đã quên mất phép tắc rồi sao? Thu Thảo chẳng nói chẳng rằng, cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó khoanh tay lại, quyết định mặc kệ ba mình. Con nghĩ rằng ba sẽ không trách phạt con vì cái thái độ này ư? Ông Nam tỏ ra không hài lòng. Ba cố tình bẫy con, ba nghĩ con sẽ không giận. Thu Thảo chẳng hề sợ sệt. Nếu ba muốn trách thì cứ trách con đi, tốt nhất là phạt cho nặng vào. Phạt làm sao mà cho con có thể đi gặp mẹ mình ấy. Không được nói bừa. Đối với đứa con gái này, ông Nam yêu thương hết mực, sao lại có chuyện đó chứ? Thu Thảo ngoảnh mặt đi nhìn nơi khác, vì cô biết ba thương mình nên mới nũng nịu như thế. Ông Nam đứng dậy và tiến về phía Thu Thảo.
Ông ngồi xuống rồi đưa tay nắm lấy tay cô, cất giọng yêu thương. Nếu con không chạy trốn ba, thì ba cũng sẽ chẳng bày ra hạ sách đó. Nếu ba không bắt con làm những điều mà con không thích, thì con cũng sẽ không chạy trốn ba. Chị con đã rời bỏ ba một lần, vậy nên ba phải thận trọng với con hơn. Thu Thảo, chẳng lẽ con không hiểu ý của ba? Nỗi lòng của người làm ba cũng khó nói lắm. Cũng do năm xưa ông Nam biết được cái gì là đau khổ khi mất đi người thân, nên ông không muốn cảm giác đó tái hiện lần thứ hai. Cũng chính vì vậy mà ông bắt cô nên lấy một người chồng bình thường và sinh con. Cuộc sống như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều, không âu lo, không muộn phiền. Đó là điều mà ông muốn dành cho con gái của mình. Ba Nam, con biết là ba muốn tốt cho con, nhưng con lại không thể chấp nhận được. Đôi chân này dùng để chạy nhảy vui đùa. Ba cứ ép con như thế thật sự khiến con chẳng thoải mái tí nào, giống như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng làm bằng vàng vậy. Tuy nhìn bề ngoài thì hào nhoáng và diễm lệ, nhưng mấy ai hiểu được cảm nhận của con chim đó. Tự do đã mất thì còn có ích gì nữa. Thu Thảo luôn biết ông Nam lúc nào cũng muốn tốt cho cô cả, nhưng cô khó mà chấp nhận được ý tốt đó, chỉ đành phụ lòng ông thôi. Thu Thảo, ba chỉ là không muốn con vây vào thế giới xã hội đen này. Một đời ba đã sống nên biết xã hội đen tối cỡ nào. Con gái của ba, ba chỉ muốn con được sống yên bình mà thôi. Thu Thảo không khỏi cảm động khi nghe những lời này. Ông Nam tốt với cô và suy nghĩ chu toàn cho cô đều có thể nhận ra. Nhưng mà cô phải khiến ông thất vọng rồi. Ba, muốn con không dính dáng gì đến xã hội đen là chuyện không thể nào. Con đã trái ý ba từ lâu rồi. Lần này trở về thì cũng đã quyết định nói thật, bởi chuyện của cô và Hữu Thiên cũng chẳng thể giấu được bao lâu. Ông Nam nhớ ra chuyện cũ, ông nghi hoặc. Đúng rồi, rốt cuộc con và Hữu Thiên có quan hệ gì? Hữu Thiên là bạn trai con. Thu Thảo rời đi chẳng bao lâu thì Hữu Thiên đã tỉnh lại, thấy người ngồi trước mặt mình là Châu Thanh thì liền nhíu mày. Thu Thảo đâu? Anh Thiên, anh tỉnh rồi. Châu Thanh cảm thấy vui mừng lắm, nhưng nhìn khuôn mặt không chút hơi ấm của anh thì cô ta mới chịu trả lời. Thu Thảo không có ở đây. Đôi mày cương nghị bỗng cau lại. Lý nào Thu Thảo lại không có mặt trong phòng? Rõ ràng lúc anh muốn cô rời đi thì cô đã một mực ở lại. Giờ mà nói cô không có ở đây thì đúng là rất lạ. Lúc này đám Mạnh Hoàng cũng từ ngoài đi vào. Bọn họ vui mừng khi thấy anh đã không sao, nhưng cũng cảm thấy lo lắng vì chuyện sẽ xảy ra sắp tới. Thu Thảo đâu? Hữu Thiên lạnh giọng hỏi, anh cũng mở chăn ra và bước xuống giường. Mạnh Hoàng là người trả lời câu hỏi của anh đầu tiên. Vì anh vẫn còn đang hôn mê nên chỉ chừa lại một mình Châu Thanh ở bên cạnh chăm sóc. Thu Thảo cũng đã ra ngoài ngay sau đó, hiện tại vẫn chưa trở về, gọi điện cũng không nghe máy. Hữu Thiên không khỏi tức giận, các chú hay thật đấy, lại dám không cho cô ấy ở lại cạnh tôi. Anh Thiên, cũng tại Châu Thanh hiểu bệnh tình của anh hơn nên mới để mình cô ta ở lại, còn Thu Thảo thì ra ngoài để không quấy rầy anh. Mạnh Quý cũng nói theo, hắn chỉ cúi mặt mà không dám nhìn lên. Dường như lời tôi nói các người không để tâm đến thì phải. Hữu Thiên cảm thấy rất giận dữ, không ngờ rằng Thu Thảo lại bị bọn người này ép ra ngoài. Giờ đây cô đến nơi nào cũng chẳng rõ. Thu Thảo là người phụ nữ của tôi, tương lai là nữ chủ nhân của các người. Lời cô ấy nói các người còn phản bác, còn chống trả ư? Đám Mạnh Hoàng không ngờ rằng Hữu Thiên sẽ nổi cơn thịnh nộ như vậy. Bọn họ thật sự đã không xem trọng Thu Thảo nên mới khiến anh tức giận. Lần này bọn họ đúng là đã làm sai rồi. Năm người khom lưng cúi đầu cung kính. Mong anh Thiên trách phạt ạ. Phạt thì nhất định phải phạt, nhưng trước tiên tôi muốn các người bằng mọi giá phải điều tra ra tung tích của Thu Thảo trước, xem cô ấy đã đi đến đâu và hiện tại đang ở nơi nào. Dạ. Năm người đàn ông chấp hành mệnh lệnh. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Hữu Thiên và Châu Thanh. Thấy sắc mặt Châu Thanh không được tốt, nhưng anh cũng chẳng quan tâm đến. Nhìn cô ta, anh lạnh giọng nói. Châu Thanh, hãy nên nhớ cô chỉ là người của tôi. Không chỉ thế, cô cũng là người của Thu Thảo. Vậy nên đừng bao giờ cư xử quá phận. Tôi không thích điều đó. Lần đầu tôi sẽ bỏ qua, còn lần sau thì đừng trách tôi. Dạ. Hữu Thiên hậm hực rời đi ngay sau đó, còn không quên cảnh cáo. Nhớ đấy.
Châu Thành bị Hữu Thiên dọa cho giật mình. Ngay từ chính miệng anh nói lời này đúng là quá đau đớn mà. Cô ta thật sự không muốn tin vào tai mình. Những điều mà anh vừa thốt ra với cô ta thật khiến cô ta khổ sở vạn phần. Lúc nào Châu Thanh cũng tận tình chăm sóc cho anh. Nhưng tại sao anh lại không hiểu chứ? Lại có thể vô tâm như vậy? Châu Thanh chợt nhận ra rằng cô ta đã hết hy vọng thật rồi. Bởi Hữu Thiên chưa từng để tâm đến cô ta dù một chút. Huống hồ gì nói đến yêu chứ? Có lẽ cô ta cũng không nên lưu luyến nhiều nữa. Bởi tất cả chỉ là đau khổ mà thôi. Châu Thanh dằn lại lòng mình. Cô ta quyết định sẽ buông bỏ. Từ đầu Thu Thảo không hề sai một chút nào. Cũng do cô ta hành xử lỗ mãng trước. Có lẽ vì yêu Hữu Thiên mà cô ta mới nóng nảy như vậy khi gặp Thu Thảo. Giờ đây Châu Thanh mới biết được sự thật đau lòng đó. Rằng Hữu Thiên chỉ yêu Thu Thảo. Duy nhất một mình cô mà thôi. Châu Thanh không dám cãi lời Hữu Thiên. Nếu anh đã yêu Thu Thảo thì cô ta sẽ chúc phúc cho anh vậy. Cô ta cũng nên hòa hoãn với Thu Thảo hơn, bởi Thu Thảo vốn chẳng sai tí gì. Hữu Thiên là bạn trai con. Thu Thảo thẳng thắn nói ra lời này, đôi mắt tròn xoay long lanh cũng chẳng gợn tí sóng. Một lời của cô không chỉ khiến cho ông Nam kinh ngạc, mà cũng làm cho Thanh Hiền đứng bên cạnh ngỡ ngàng không thôi. Con nói gì? Ông Nam cứ ngỡ bản thân đã nghe nhầm nên hỏi lại. Hiện tại con và Hữu Thiên đang xác lập mối quan hệ yêu đương. Thu Thảo nhấn mạnh một lần nữa. Con, sao con lại có thể yêu Hữu Thiên? Ông Nam vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Lúc đầu ông chỉ suy đoán rằng cô và anh có lẽ tình cờ gặp mặt vài lần và quen biết nhau. Nào ngờ khi nghe cô nói thế, ông như lại bị sét đánh ngang tai vậy. Hữu Thiên rất tốt với con, cũng rất yêu con. Ông Nam không thể không tức giận. Khuôn mặt ông chuyển sang đen kịt. Rõ ràng là con biết ba không thích con giao du với những người trong giới xã hội đen, mà con còn quen Hữu Thiên là tại sao? Ba bình tĩnh. Thu Thảo vuốt nhẹ lồng ngực của người đàn ông trước mặt mình, muốn ông có thể hạ hỏa, cô nhẹ giọng. Ba, tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng. Con đã lỡ phải lòng Hữu Thiên rồi thì biết phải làm thế nào. Cũng như năm xưa ba và mẹ, mẹ là một người bình thường, mà vẫn yêu ba đấy thôi. Chính vì thế mà ba mới càng lo lắng hơn. Thu Thảo, mẹ con đã xé mất mạng mấy lần vì kẻ thù của ba. Ba không thể không lo lắng. Ông Nam hỏa hoãn không ít, nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ đồng ý. Ba, con sẽ bảo vệ tốt cho mình. Hữu Thiên cũng sẽ bảo vệ tốt cho con. Con một câu cũng Hữu Thiên, hai câu cũng Hữu Thiên. Thu Thảo, con yêu cậu ta. Nhưng cậu ta có yêu con không? Theo ba được biết, Hữu Thiên là người không biết cái gì gọi là tình ái. Sao có thể yêu con được chứ? Ba, con có thể cảm nhận được tình cảm mà anh ấy dành cho con. Thu Thảo biết ba mình vẫn chưa tin tưởng lắm vào Hữu Thiên, cũng tại ông chưa gặp mặt anh, vậy nên bằng mọi cách cô phải thuyết phục được ông. Nhưng bên cạnh đó cũng cần anh phải ra tay. Cô tin cái mà ba cô cần thấy là tấm chân tình của anh dành cho cô. Điểm này phải để anh tự thể hiện rồi. Thu Thảo lại nói, hiện tại con đã là người phụ nữ của Hữu Thiên rồi. Mọi chuyện cũng chẳng thể quay đầu được nữa. Ba sẽ thành toàn cho con gái của mình chứ. Thu Thảo biết ông Nam rất yêu thương mình. Ông có thể chiều chuộng cô đủ thứ chuyện. Nhưng duy nhất chuyện này là cô không thể chắc chắn được tâm ý của ông. Vì dù sao đây cũng là một vấn đề nan giải. Nhưng cô sẽ cố gắng hết sức thuyết phục ông vì tình yêu của mình. Ông Nam thở dài một tiếng. Ông vốn không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ thế này. Ông luôn cấm cô có bất cứ quan hệ gì đến giới xã hội đen. Nhưng người tính không bằng trời tính mà. Giờ đây mà ngăn cản nữa thì phải chăng cô sẽ hận ông và không được vui vẻ nữa. Nhưng nếu ông không cương quyết can ngăn thì ông sợ sẽ có một ngày người thân duy nhất của ông sẽ gặp phải nguy hiểm. Thưa ông, anh Thiên đã đến. Lúc này có một người bỗng dưng đi vào và thông báo tình hình. Thu Thảo nghe thế liền sáng mắt. Hữu Thiên đã tỉnh rồi đấy ư? Đã vậy còn đến đây tìm cô nữa chứ? Lòng cô không khỏi vui mừng. Thu Thảo vừa định sẽ đứng dậy và chạy ra ngoài để gặp anh thì bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên. Con ngồi đó. Ông Nam nhìn cô một cái rồi quay sang người của mình. Mời cậu ta vào đây.
Thu Thảo chu môi nhìn ba mình, cũng không thể hành sự lỗ mãng, nên cô quyết định đứng yên tại chỗ mà trông ngóng. Ông Nam không vui: con cũng lo cho người ta quá đấy chứ. Ba, anh ấy vừa bị hành hạ bởi DHK27, con không lo thì đúng là vô tâm quá rồi. Thu Thảo đáp lời, cũng không biết anh ra sao rồi nữa. Chẳng bấy chốc đã thấy bóng dáng của Hữu Thiên tại phòng khách. Thu Thảo hớn hở tiến đến bên cạnh anh và cất giọng quan tâm: Hữu Thiên, trong người anh thấy thế nào rồi? Anh không sao. Thấy được thân ảnh quen thuộc của cô, lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác nhẹ nhõm và an tâm. Có trời mới biết lúc nãy anh hoảng sợ đến nhường nào. Cứ nghĩ cô sẽ gặp chuyện không may. Nhưng mọi chuyện thật tốt khi anh biết được người bắt cô đi không ai khác ngoài ông Nam. Vậy nên anh cũng đỡ lo lắng hơn rất nhiều. Thế là Hữu Thiên liền tức tốc đến tìm Thu Thảo. Hiện tại trước mặt anh là ông Nam và cũng chính là ba ruột của cô. Vậy nên anh không thể lỗ mãng. Thái độ mà anh dành cho ông sẽ không giống như thái độ mà anh dành cho những vị anh Thiên khác. Bác trai, con chào bác. Hữu Thiên chưa từng gọi thân mật như thế này với ai bao giờ. Trước kia bất quá cũng chỉ kêu ba tiếng ông Nam. Nhưng giờ đây biết ông là ba của Thu Thảo, anh không thể không xa cách và cứng nhắc như xưa nữa. Cậu ngồi đi. Ông Nam chìa tay ra, dù sao trước mặt ông cũng là một Hữu Thiên có tiếng trong giới. Ông có phần không thích cũng nên nể mặt. Không biết cậu Thiên đến đây là có chuyện gì cần phải nói với tôi. Hữu Thiên ngồi xuống ghế, Mạnh Hoàng và Mạnh Tân liền tiến đến đứng phía sau anh. Hữu Thiên biết ông Nam muốn anh mở lời trước, anh cũng cảm thấy mình nên nói thì tốt hơn. Thế là Hữu Thiên đã cất giọng lễ phép. Bác trai, hôm nay con đến đây là muốn thưa chuyện giữa con và Thu Thảo cho bác nghe. Con yêu cô ấy, con muốn được ở cạnh Thu Thảo và chăm sóc cho cô ấy. Mong bác có thể thành toàn cho con. Ông Nam cũng không nghĩ Hữu Thiên sẽ nói thẳng vào vấn đề như vậy. Đúng là Hữu Thiên có khác, phong thái cũng luôn giữ vững. Ông Nam trầm ngâm lại nói: làm thế nào để chứng minh cho tôi biết cậu Thiên yêu thương con gái tôi thật lòng? Thưa bác, con có thể chứng minh cho bác thấy. Chứng minh cậu sẽ làm gì? Bác muốn con làm gì thì con sẽ làm điều đó. Thu Thảo đưa tay níu lấy áo Hữu Thiên. Tại sao anh lại đưa ra đề nghị này chứ? Cô sợ ba mình sẽ làm khó anh mất thôi. Anh đưa mắt sang nhìn cô và mỉm cười, ngụ ý sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Ông Nam hào sảng gật đầu. Được, là do chính miệng cậu nói, không được hối hận đấy. Ba. Thu Thảo không nhịn được liền gọi một tiếng. Cô sợ giây tiếp theo ông sẽ gây khó dễ cho Hữu Thiên. Con không để Hữu Thiên chứng minh tình cảm của cậu ấy dành cho con thì làm sao ba có thể giao con cho cậu ấy chứ? Ông Nam biết thế lực của Hữu Thiên tương đối lớn, anh cũng khá tài giỏi, nên ông đã nghĩ thoáng rồi. Giờ đây hai người họ yêu nhau như vậy thì ông cũng không thể ngăn cản được nữa. Nhưng thay vào đó, ông sẽ thử lòng của người con rể tương lai này để xem anh sẽ có phản ứng thế nào. Thu Thảo biết ông Nam nói như thế là đã có ý chấp nhận Hữu Thiên, nhưng lời của ông vẫn khiến cô lo lắng không ít. Bác trai cứ nói, con sẽ chứng minh cho bác thấy. Hữu Thiên chẳng cảm thấy sợ hãi điều gì, mặc cho phía trước con đường sẽ không dễ dàng tí nào. Giờ đây bằng mọi giá anh phải khiến cho ông Nam tin tưởng mình thì mới được. Được, rất dứt khoát. Ông Nam gật đầu tán dương. Ông suy nghĩ vài giây rồi cất giọng trầm thấp. DHK27 là thuốc độc do chính tay tôi chế tạo ra. Tôi biết cậu đã và đang bị nó hành hạ một cách khổ sở. Giờ đây tôi muốn tiêm một chất độc có dược tính gấp 2 lần vào người cậu. Vì để chứng minh tình cảm mà cậu dành cho Thu Thảo, thì cậu có dám tiêm chất độc đó vào người không? Hôm nay Hữu Thiên mới nhận ra rằng hóa ra người chế tạo ra DHK27 là ông Nam. Đúng thật khiến anh ngỡ ngàng không ít. Mặc dù độc do ông chế tạo, nhưng ông hoàn toàn không có ý định sẽ hại anh bằng chất độc đó. Vậy nên chuyện anh trúng độc cũng chẳng liên quan gì đến ông. Đề nghị này của ông không khiến Hữu Thiên do dự gì. Anh gật đầu ngay tức khắc. Được, con đồng ý. Rõ ràng chất độc DHK27 đã khiến cậu đau đớn thấu ruột gan. Nếu cậu tiêm một loại độc có dược tính gấp đôi DHK27 thì e là cậu chỉ còn lại nửa cái mạng mỗi khi độc tái phát. Độc mà tôi chế tạo ra không phải tầm thường. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông Nam hỏi thêm một lần nữa.
để xem Hữu Thiên có còn giữ vững kiên định như thế nữa hay không. Nào ngờ lại nghe ra lời chắc nịch từ miệng anh. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Ông Nam gật đầu hài lòng, ông gọi. Thanh Hiền, đi lấy độc ra đây. Dạ. Thanh Hiền nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Thu Thảo nắm lấy tay Hữu Thiên mà lòng cứ mãi dâng lên cảm giác bồn chồn và lo lắng. Cô không thể ngăn cản ba mình, cũng không khiến bạn trai mình đổi ý. Giờ chẳng lẽ phải nhìn anh chịu đau đớn hơn sao? Thanh Hiền nhanh chóng mang ra một ống tiêm ra ngoài. Bên trong ống tiêm lại là một chất lỏng trong suốt không màu. Thu Thảo bỗng dùng mình một cái. Cô không muốn chất độc đáng sợ đó sẽ ngự trị trên người Hữu Thiên đâu. Ông Nam hất hàm. Nếu cậu tiêm nó vào người và không khuất phục xin tha, thì tôi sẽ chấp nhận để cậu và Thu Thảo ở cạnh nhau. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Hữu Thiên nhận lấy ống tiêm. Khi anh vừa định tiêm nó vào người thì Thu Thảo đã ngăn cản. Đừng mà. Hữu Thiên đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc người con gái mà mình yêu thương. Anh cất giọng trầm thấp trấn an. Anh không sao, đừng lo. Thiên, đừng. Thu Thảo lắc đầu. Trong con ngươi đen láy kia lại ánh lên vài tia sợ hãi không nói nên lời. Hữu Thiên cong môi. Anh vỗ nhẹ vào tay cô hai cái, rồi cười khẽ một tiếng. Sau đó liền tiêm chất lỏng trong suốt kia vào người mình. Độc vừa ngấm vào cơ thể, Hữu Thiên đã bắt đầu có phản ứng. Một cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể anh. Đúng như lời ông Nam nói, dược tính của độc này rất mạnh. Hữu Thiên quằn quại ngã người xuống sofa. Mạnh Hoàng và Mạnh Tân liền tiến lên cạnh. Hai người họ hết mực lo lắng khi thấy cảnh tượng này. Nhưng đây là quyết định của anh, họ không thể làm gì khác. Hữu Thiên. Thu Thảo nghẹn ngào không nói nên lời. Cô chỉ mới thấy anh khổ sở như thế cách đây không lâu. Giờ đây lại phải nhìn anh như chịu cực hình. Điều này sao cô có thể chịu nổi chứ? Ông Nam đưa mắt nhìn Hữu Thiên. Ông muốn biết rốt cuộc anh sẽ chịu đựng được bao lâu. Độc đã có người thử qua. Chưa đầy một phút thì kẻ đó đã xin thấu trời xanh vì không chịu nổi. Để xem Hữu Thiên trong truyền thuyết này sẽ thế nào. Từng phút trôi qua, Hữu Thiên lăn lộn dưới sàn gạch cẩm thạch màu trắng. Cả cơ thể anh đã toát mồ hôi rất nhiều, gân xanh cũng nổi lên vô số. Tuy là khó chịu, nhưng anh vẫn không hề làm ra hành động thất kính, cũng chẳng hề cầu xin nửa lời. Ba mau giải độc cho anh ấy đi. Thu Thảo sốt ruột không thôi, khuôn mặt xinh đẹp cũng ánh lên nhiều phần lo lắng. Một chút đau đớn này để lấy được niềm tin của ba thì quá hời rồi. Ba. Thu Thảo dậm chân, cô chẳng thể im lặng được nữa. Ba nhìn xem Hữu Thiên đau đớn thế nào. Ba mau giải độc cho anh ấy đi. Sắp hết thời gian rồi. 10 phút trôi qua, khoảng thời gian này đối với Hữu Thiên chính là cực hình. Anh nằm trên đất, khuôn mặt cũng tái nhợt, không còn chút sức sống nào. Thu Thảo tiến đến và đỡ lấy anh. Cô ân cần hỏi han. Hữu Thiên, anh cảm thấy thế nào rồi hả? Còn đau không? Anh không sao. Hữu Thiên gắng gượng mà thều thào được vài tiếng. Anh đưa tay mình lên một cách chậm rãi và lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, anh vẫn chịu được. Thu Thảo mếu máo. Cô đỡ anh đứng dậy. Mạnh Hoàng và Mạnh Tân cũng phụ một tay giúp anh ngồi vào ghế. Hữu Thiên cố gắng khiến bản thân có thể bình tĩnh. Anh nhìn ông Nam rồi nói. Bác trai, con biểu hiện như thế thì bác đã tin tưởng con chưa? Ông Nam không khỏi không tán khen anh trong lòng. Ông không ngờ rằng anh lại có thể chịu đựng đến như vậy. Xem ra tình yêu của anh dành Thu Thảo không phải là ít. Hữu Thiên, để phòng hờ anh đối xử tệ bạc với con gái tôi, thì tôi sẽ không cho anh thuốc giải độc ngay. Thay vào đó mỗi tháng sẽ được uống một lần để giảm bớt đau hơn. Anh có đồng ý với điều kiện của ông già này không? Ông Nam đưa ra đề xuất mới. Thu Thảo nghe thế liền phản đối. Ba, sao ba lại có thể như thế chứ? Con không đồng ý. Thu Thảo, con là bảo bối của ba. Ba không thể để con có một chút bất lợi hay uất ức nào cả. Vì ba chỉ có một mình con là con, nên phải cẩn thận hơn, suy tính, chu toàn hơn nữa. Ông Nam thản nhiên nói. Nhưng mà như thế cũng không được. Thu Thảo có ý không nghe theo thì Hữu Thiên lắc đầu. Không sao, anh nghĩ bác trai đưa ra điều kiện đó là không sai. Nhưng mà người đau khổ sẽ là anh, sao cô có thể chịu nổi? Nếu như anh và em có con gái, thì có lẽ anh cũng sẽ hành động như bác trai. Thu Thảo, anh không sao thật mà. Hữu Thiên cười một cái với cô. Sau nhìn ông Nam, anh gật đầu. Bác trai, con đồng ý.
dứt khoát lắm, đây mới đúng là cá tính của con rể ông Nam này. Ông Nam tán dương ra miệng, lại ra lệnh. Thanh Hiển, mang ống tiêm có chứa chất lỏng màu xanh nhạt ra đây. Thanh Hiển nghe thế thì ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng đi vào trong và lấy ra một ống tiêm có chất lỏng màu xanh mang ra. Đây ạ, đưa cho Hữu Thiên đi. Ống tiêm được đưa đến trước mặt, Hữu Thiên không chần chừ mà đã lấy nó tiêm vào người mình. Cậu hoàn toàn không hề hấn hay do dự gì sao? Ông Nam thấy hành động nhanh gọn như vậy thì khá là thích thú. Con yêu Thu Thảo rất nhiều, nếu do dự thì tình cảm của con dành cho cô ấy không đáng nhắc đến. Hữu Thiên bình thản đáp. Tốt lắm, Thu Thảo, con đã không nhìn nhầm người rồi. Ông Nam hài lòng khen ngợi mãi, không chờ đợi gì thêm ông đã lên tiếng ngay. Chất độc DHK27 trong người Hữu Thiên đây đã được giải hết, sau này con không cần phải chịu hành hạ bởi nó nữa. Bác trai, chẳng lẽ... Hữu Thiên nhíu mày khó tin. Ông nói thế thì phải chăng chất lỏng màu xanh kia vừa mới tiêm vào người anh thật sự là thuốc giải chứ không phải độc? Ba đã tin tưởng Hữu Thiên rồi sao? Thu Thảo không khỏi ngỡ ngàng. Ông không chịu nói ra làm cô lo lắng cho anh từ nãy đến giờ. Ừ, ba tin con đã chọn đúng người. Nếu lúc nãy Hữu Thiên mà van xin lời nào thì ông Nam sẽ không dễ dàng chấp nhận anh như thế. Nhưng anh lại im lặng mà chịu đựng, vậy nên bài kiểm tra này chính thức được thông qua. Ba, con cảm ơn ba nhiều lắm. Giây phút này cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Thật tốt quá rồi, từ giờ sẽ không còn ai muốn ngăn cản cô và anh đến bên nhau. Hữu Thiên, đừng phụ lòng con gái ta. Vâng, thưa bác trai. Ông Nam có tránh thế nào thì cũng không ngờ rằng sẽ có ngày con gái mà ông Hằng yêu thương lại phải lòng với Hữu Thiên, một đại ca của một tổ chức lớn. Giờ đây ông đâu thể làm gì ngoài việc chấp nhận để hai người họ đến bên nhau. Chỉ là ông vẫn cảm thấy lo lắng vì nghĩ Thu Thảo sẽ không còn an toàn như trước. Nhưng mọi chuyện đã lỡ, xem như đây là duyên phận của hai người bọn họ, ông cũng nên tác thành cho đôi trẻ. Về phía Hữu Thiên, ông Nam đặt hết sự kỳ vọng vào người anh. Ông tin anh sẽ bảo vệ tốt cho Thu Thảo, cũng tin anh sẽ yêu cô thật lòng qua những thử thách mà anh đã thực hiện. Ông thấy được trong đôi mắt của anh chỉ tràn đầy sự kiên định, đâu đó là sự yêu thương cưng chiều vô bờ bến dành cho Thu Thảo. Ông quyết định tin tưởng Hữu Thiên, cũng tin tưởng vào khả năng nhìn người của Thu Thảo. Ông Nam ngồi nghe Thu Thảo kể lại những chuyện vừa xảy ra với bản thân cô trong 2 tháng qua. Ông liền rơi vào trầm ngâm. Buổi tiệc cưới trên thuyền đó con cũng có đi sao? Ông Nam hỏi. Thu Thảo gật đầu. Dạ, khi đó con đã thấy ba, chỉ là không cất tiếng gọi mà thôi. Con giỏi thật đấy, lại có thể trốn khỏi tầm mắt của ba. Ông Nam đã suy nghĩ rất nhiều, chẳng biết cô con gái thần thông quảng đại của mình đã trốn ở nơi nào mà ông tìm mãi cũng chẳng ra. Cuối cùng mới biết là ở cạnh Hữu Thiên. Đúng là khá bất ngờ mà. Thu Thảo cười hì hì. Sao có thể để ba thấy được chứ? À đúng rồi, cũng vì hôm đó con ra khoang thuyền ngồi mà bị Kiều Anh đẩy xuống nước. Nếu Hữu Thiên không xuất hiện kịp thời thì chút nữa đã chết đuối. Gì chứ? Ông Nam nhíu mày. Kiều Anh hại con? Dạ, cô ta hại con tận 2 lần. Thù này con đang đợi ngày phải trả. Nhắc đến thôi thì lòng Thu Thảo lại dâng lên cảm giác căm phẫn, thật tức chết mà. Kiều Anh đó có phải là con gái nuôi của ông Định không? Ông Nam hỏi lại để chắc chắn. Chính là cô ta. Con để ba xử lý cho. Theo con được biết, ba và ông Định có giao tình. Giờ đây ba muốn xử lý con gái nuôi của người ta, mọi chuyện cũng khá rắc rối đấy. Thu Thảo không nghĩ ba cô sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Cái mà cô nghĩ bấy giờ chính là một cơn mưa máu sắp diễn ra nếu ba cô thật sự hành động. Nhưng suy đi tính lại, cô không muốn như thế chút nào cả. Uất ức của con ba không thể cho qua. Ông Nam đã quyết định, dù là thế nào thì ông cũng phải thay cô trả thù. Thu Thảo chậc lưỡi. Biết vậy đừng nói với ông là được rồi. Giờ mọi chuyện căng rồi đây. Hay là ba thương lượng làm sao mà bắt Kiều Anh phải xin lỗi con, nếu không thì đối đầu trực tiếp. Đối với Thu Thảo thì đó là cách tốt nhất. Nhưng Hữu Thiên ngồi bên cạnh lại không tán thành. Kiều Anh hại em nặng như thế, anh không thể chấp nhận chỉ một lời xin lỗi mà cho qua. Ông Nam đưa mắt nhìn Hữu Thiên. Ông càng ngày càng đánh giá cao người con rể này, lại có thể vì con gái ông mà không màng gì đến cô em gái nuôi kia. Hữu Thiên à,
Em không muốn anh và ba mình phải đối đầu thêm. Càng không muốn cảnh mưa máu sẽ đổ ra. Vậy nên chuyện này cứ như vậy đi. Hai người đàn ông không có ý định sẽ nghe lời Thu Thảo. Nhưng dưới sự thuyết phục tài tình của cô, thì bọn họ dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu chấp thuận. Ông Nam sai người liên lạc với ông Định. Chẳng bao lâu thì đã có kết nối. Hôm nay có chuyện gì quan trọng mà anh lại gọi cho tôi vậy nhỉ? Ông Định ngồi trên ghế, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, như là đang nói chuyện với một người bạn cũ. Đúng là rất quan trọng. Ông Nam đi thẳng vào vấn đề ngay. Theo tôi được biết, Kiều Anh là con nuôi của ông Định đây. Nhưng cô ta đã hại con gái ruột của tôi không chỉ một lần. Tôi muốn nhận được một lời giải thích từ anh. Con gái ruột của anh? Khuôn mặt ông Định đơ lại. Ông cảm thấy ngạc nhiên vì điều này. Bởi trong giới xã hội đen, ai mà không biết ông Nam không có con cái. Giờ đây tại sao lại xuất hiện một đứa con gái vậy? Đúng vậy, con bé là Thu Thảo. Ông Nam kể sơ câu chuyện cho ông Định nghe, xong lại hỏi, anh Định sẽ thế nào? Ông Định biết được tầm quan trọng của chuyện này. Dù sao người sai cũng là Kiều Anh, ông có thương cô ta đến mức nào thì cũng không thể bảo vệ cô ta. Ông biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Nếu như hôm nay Kiều Anh không hạ mình, thì e là ông và ông Nam sẽ trở thành kẻ thù. Không chỉ vậy, Hữu Thiên cũng sẽ hận ông nhiều hơn. Hai cha con sẽ đối đầu ngay sau đó. Vậy nên ông Định quyết định gọi Kiều Anh ra và bắt cô ta phải xin lỗi Thu Thảo một cách chân thành. Giờ đây Kiều Anh được biết Thu Thảo không chỉ trở thành người phụ nữ của Hữu Thiên mà còn là con gái ruột của ông Nam. Cô ta không khỏi giật mình. Cô Thảo, lúc trước tôi có điều mạo phạm và không đúng với cô. Mong cô có thể bỏ qua cho tôi. Kiều Anh chợt nhận ra mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của cô ta. Trước kia cô ta muốn giết chết Thu Thảo là vì đố kỵ, nghĩ rằng Hữu Thiên sẽ không xem trọng cô, nên cô ta mới dám ra tay như thế. Không ngờ rằng anh đã yêu Thu Thảo mất rồi. Kiều Anh cảm thấy khá là hụt hẫng. Nhưng cô ta lại chẳng đau lòng. Điều đó khiến cô ta nhận ra bản thân vốn không hề yêu Hữu Thiên. Có lẽ chỉ mê mẩn bởi nhan sắc của anh mà thôi. Kiều Anh cũng nhận ra bản thân thật sự rất quá đáng. Giờ đây cô ta cảm thấy hối tiếc, muốn thành thật xin lỗi Thu Thảo một câu, mong cô có thể bỏ qua. Kiều Anh nói tiếp, lúc trước là do tôi quá kiêu ngạo, cứ tưởng bản thân yêu anh Thiên nên mới mù quáng mà hại cô. Nhưng giờ đây tôi mới biết mình vốn chẳng dành tình cảm cho anh Thiên bao nhiêu cả. Cô Thảo, là tôi sai, tôi mong cô có thể tha thứ cho tôi. Nếu cô đã nhận sai thì thôi vậy, chuyện này cứ kết thúc tại đây đi. Thu Thảo hào sảng đáp, cô cũng chẳng muốn chấp nhất nhiều nữa, bởi hệ lụy của chuyện này sẽ vô cùng to lớn. Lúc trước cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ đã rõ rồi, thì cũng nên gác lại ân oán. Cô không tính toán với tôi ư? Dĩ hòa vi quý, chuyện cũ cứ để qua đi, đừng nhắc lại nữa. Cảm ơn cô, Thu Thảo. Hai ngày sau, hôm nay chính là ngày giới xã hội đen hội tụ. Mà người triệu tập cuộc họp này không ai khác ngoài ông Nam và Hữu Thiên. Họ gửi thiệp mời cho các vị đại ca có máu mặt trong giới. Trên thiệp mời có ghi một dòng chữ ngắn gọn, nói rằng có chuyện thông báo, mong mọi người có thể đến tham dự. Thế là sự tò mò trong lòng mọi người trỗi dậy, không ai được mời mà không đi, tất cả đều đến tham dự buổi họp này. Mục đích của buổi họp hôm nay rất đơn giản, đó là thông báo thân phận thật sự của Thu Thảo. Cũng nói luôn cô chính là vợ tương lai của Hữu Thiên. Sự thật được tiết lộ, ai nấy đều kinh ngạc không ít. Hóa ra ông Nam có một người con gái là Thu Thảo, vậy mà lại giấu tận hai mươi mấy năm trời. Ông Nam vừa công bố chuyện ra thì tiếng xì xầm cũng bắt đầu vang lên. Họ bắt đầu bàn tán sôi nổi về chủ đề này. Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Hữu Thiên đã đứng dậy, anh trịnh trọng tuyên bố. Thu Thảo không chỉ là con của Bắc Nam, mà còn chính là vợ tương lai của Hữu Thiên tôi. Hôn lễ sắp tới đây tôi sẽ tổ chức, mong mọi người có thể đến dự. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, có người đã lên tiếng ngay sau đó. Chúc mừng anh ông Nam, chúc mừng anh Thiên, đúng là song hỷ mà. Chúng tôi nhất định sẽ đến chia vui cùng gia đình. Chúc hai người có thể trường trường cửu cửu, sống cạnh nhau lại sớm sinh quý tử. Nghe những lời chúc của mọi người, khóe môi Thu Thảo không khỏi cong lên. Hữu Thiên nắm chặt lấy tay cô, anh nở một nụ cười thật tươi, dường như nụ cười ấy chỉ dành cho riêng mình cô mà thôi. Hoàng Nghị đứng một góc,
khuôn mặt trở nên thẫn thờ hơn bao giờ hết. Hôm nay cậu cũng tham dự buổi tiệc do ông Nam tổ chức, nào ngờ lại có thể biết được tin động trời như thế. Hoàng Nghị cảm thấy đau lòng lắm. Người mà cậu yêu thầm đã có người trong lòng, sao lại có thể không đau đớn được chứ? Cậu nghĩ mình sẽ có thể chở Thu Thảo đi chơi bằng chiếc mô tô siêu xịn của mình, rồi được cô ôm lấy, được thấy cô vui vẻ. Nhưng có lẽ điều đó sẽ mãi mãi không diễn ra nữa, bởi bên cạnh cô giờ đây đã có Hữu Thiên. Hoàng Nghị quay mặt rời đi, cậu cố bước từng bước thật nhanh để ra về, như là đang trốn tránh thực tại. Cậu biết, đã đến lúc bản thân nên buông tay rồi. Không chỉ có mình Hoàng Nghị mà Hạo Đông cũng hết sức kinh ngạc. Anh ta không nghĩ rằng Thu Thảo lại là con ruột của ông Nam, nhưng biết rồi cũng chẳng sao cả. Hạo Đông nhìn thấy nụ cười ấm áp trên khuôn mặt xinh đẹp của Thu Thảo thì biết cô rất hạnh phúc. Anh ta rất muốn cô ở cạnh mình nhưng lại không thể làm được điều đó. Hạo Đông tiếc nuối, phải chi anh ta có thể gặp được cô sớm hơn một chút thì hay biết mấy. Giữ chặt cây phi đao trong tay, trái tim Hạo Đông bỗng co thắt lại. Phi đao này là lúc cô hôn mê do bị thương, Hạo Đông đã lén giữ lại một cây. Mỗi ngày anh ta đều ngắm nghía và quan sát nó, bởi đây là vật duy nhất thuộc sở hữu của cô. Thu Thảo, tôi yêu em, liệu em có biết? Thu Thảo ngồi tựa đầu vào vai Hữu Thiên, cô đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lòng cũng ngập tràn hân hoan. Hữu Thiên, em chưa từng nghĩ sẽ yêu một người như anh. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ phải lòng em. Hữu Thiên đan tay mình vào tay cô, anh đáp lời ngọt ngào. Trong tương lai nhất định hai chúng ta sẽ hạnh phúc. Hữu Thiên mân mê bàn tay thon dài của Thu Thảo, lại chạm vào chiếc vòng trên cổ tay của cô. Đây là vật gián tiếp khiến chúng ta gặp nhau. Nếu không có chiếc vòng này thì Thu Thảo cũng sẽ không mạo hiểm nhận mình là đàn em của Hữu Thiên. Giờ đây ngồi nhớ lại chuyện quá khứ, lại cảm thấy nó trôi qua thật nhanh. Thu Thảo cười cười. Nếu không phải đàn em của anh đóng cửa lại, thì em cũng sẽ không mạo hiểm liều một phen. Nhưng mà phải nói anh thông minh thật, lại có thể hiểu ý mà em đang cố tình nhấn mạnh. Cái đó gọi là tâm linh tương thông. Thu Thảo ngỡ ngàng. Anh cũng biết mấy câu nói này nữa à? Nhưng mà cũng đúng, chúng ta thật hợp tính. Qua một lúc sau Thu Thảo lại nói. Hữu Thiên, em nghĩ anh nên làm hòa với ba mình. Chuyện năm xưa cũng không phải là điều mà bác ấy muốn. Tất cả chỉ là vô tình mà thôi. Nghe được lời khuyên của Thu Thảo, Hữu Thiên trầm mặc vài giây rồi mới gật đầu. Được. Thu Thảo mân mê tay áo của Hữu Thiên, cô hỏi. Em thấy bên cạnh anh có rất ít phụ nữ. Nhưng tại sao Châu Thanh được trở thành thuộc hạ của anh vậy? Năm đó anh vô tình cứu cô ấy một mạng khỏi kẻ xấu. Thế là Châu Thanh muốn đền ơn nên quyết định đi theo anh. Thấy cô ấy có tài nên anh trọng dụng thôi. Hữu Thiên thành thật không chút giấu giếm. Thu Thảo đảo mắt tròn xoe, hóa ra là thế. Em biết cô ấy thích anh. Nhưng từ lúc anh công khai chuyện của chúng ta đến giờ thì cô ấy đã khép nép hơn rồi thì phải. Cũng chẳng tỏ thái độ gì với em cả. Cô ấy không dám đâu. Hữu Thiên vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của cô. Năm xưa Châu Thanh đã từng thề rằng cả đời này chỉ trung thành với mình anh. Tất nhiên lời anh nói cô ấy cũng sẽ nghe theo. Em là người phụ nữ của anh, không lý nào cô ấy lại đối đầu. Vâng. Thu Thảo đã hiểu, xem ra Châu Thanh cũng chẳng xấu xa nhiều. Mà anh này. Thu Thảo, đừng hỏi nữa. Đến giờ rồi. Đến giờ. Đúng vậy. Đến giờ ân ái. Hữu Thiên nói thẳng khiến Thu Thảo đỏ mặt. Nhìn biểu cảm đầy ẩn ý đó của anh kìa, thật là. Em vẫn chưa nói chuyện xong, sao anh lại bẻ lái qua vấn đề đó rồi? Em biết không, anh sắp nhịn chết rồi đây này. Hữu Thiên khẽ nói một tiếng, sau đó liền đưa tay ôm lấy eo Thu Thảo, không nhanh không chậm, áp môi mình xuống môi cô. Thu Thảo đáp trả lại nụ hôn của anh, cô đưa tay ôm lấy cổ của người đàn ông, cùng anh hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu. Hữu Thiên bế Thu Thảo từ ban công đi vào phòng ngủ. Anh đặt nhẹ cô xuống giường rồi tiếp tục hôn vào môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt như vũ bão khiến cô phải điêu đứng. Nụ hôn của Hữu Thiên dần di chuyển xuống dưới. Bàn tay anh cũng vội vàng cởi bỏ quần áo trên người Thu Thảo ra. Dưới ánh trăng sáng, đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau. Họ cùng chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc mà đối phương mang lại.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ánh sáng tình yêu của tác giả Ngọc Trân. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.